chương trình hai đứa con mới yêu nhau. Ông Nguyễn về anh. Trời ơi. Chứ nhiều sao? Ba nhiều đi ngủ với tôi. À, sau khi chất gây lộn với Tướng Nguyễn xong rồi về, giờ chị chất ăn bánh canh giải cảm. Cảnh gì đâu, để nó quýnh ta thấy mẹ luôn cảnh. Trời ơi, nãy con căng chết rồi, con kêu chú nhiều căng rồi sao quýnh, ai quýnh được gì chết. Trời ơi, ngộ ra trời. Trời ơi, đợi, có chú nhiều căng rồi. Bánh canh này rất là ngon ha. Bánh canh cua, bánh canh chả cá, bánh canh bánh bèo. Rồi, đứa con gái dễ thương quá à, cảm ơn con. Mấy em đi. Trước ơi, có thấy không? Ôi giờ chứ. Chứ rồi chứ bỏ Tuấn Nguyễn đi, chứ qua chú nhiều con thấy cũng ngon lắm á, chú nhiều cũng còn ngon lắm á. Vậy. Bỏ chú Tuấn Nguyễn đi, qua chú nhiều con thấy còn ngon lắm á. Tại nó qua ai cũng bực hết á. Mà giờ thấy chú nhiều sao nói cho mọi người nghe coi. Đẹp trai không? Ôi ăn ngon đầy quá vậy. Không có răng mặn giò đâu mới chịu nha. Bánh canh ở đây ngon lắm nha. Ngồi ăn chưa? Dạ rồi, ngồi đi chú. Kêu ly. Bánh canh với lại cái có măng nè. Thôi chứ ăn trước luôn thì chứ mời chị ăn thì trước. Chứ gì, cái nồi này bên đây là nồi gì? Mì thánh. Quỳnh Thánh. Quỳnh Thánh người Hoa. Mì thánh. Là bán ngon. Ở cái tiệm này cũng là tiệm người Hoa nha, và bán từ 4 giờ cho tới 6 bây giờ là hết à. Mấy bao nhiêu? 4 giờ. 4 giờ chị. Ôi, 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 xong luôn. Trời ơi, xong luôn. Ăn chai nước đá luôn. Chị trước ăn chai nước đá luôn. Chết rồi. Đổi đi, đổi ra lại. Ủa chị ăn trước chị. Không, chị ăn trả. Chị ăn trả. Nãy Tuấn Nguyễn nó về nó còn sao chứ phải không? Chức ăn cho no đi rồi có sức rồi mai nó ra nó kiếm mối nữa. Bà đâu có ra ngoài đâu già. Bà bán giấy số bà không ra ngoài, bà bán ở đâu? Bà bán ở nhà hay được hả? Trời ơi, chức ăn ăn bánh canh với nước đá. Ăn nước đá rồi người ơi. Trời ơi. Không phải đợi nóng nóng quá có ăn đúng rồi chú nhiều đúng quá. Đổ nửa chai nước đá vô luôn. Mãi bà bị thức tình á, ăn người ta thức tình mới ăn vậy chứ người bình thường nó ăn vậy. Nó ngồi vậy ăn. Chú nhiều ơi, con hỏi chú một câu nha, nếu mà người thức tình là làm gì cho nó hết thức tình chú nhiều. Trước này con mang cái người đang ăn một nữa. Chú nhiều ăn đi, con mang chả, ăn trước cái này ngon lắm nha. Anh tô trung bình là 450 rồi mọi người. Bán mấy tiếng hồ hết rồi. Đây bánh đúc nè. À chú nhiều ơi. Nếu mà chất thức tình này làm gì cho nó hết trời. Nãy ngủ bả đi karaoke ôm bả không chịu đi. Ủa chết còn đi trà đá đâu chứ ơi. Nè con nói là phải có người mới mới quên người cũ được nha chớt. Mấy là đến với chú nhiều đi. Chú nhiều cũng là buồn nè. Tên chú nhiều không có giàu bà anh Tứ Nguyễn nhưng mà chú nhiều rất là tình cảm giặt giàu. Rồi chê chú nhiều à, không phát biểu là biết rồi chê chú nhiều à. Đúng rồi. Rồi. Nói gì nói chứ vẫn nghĩ về Tứ Nguyễn à. Cái này là hơn chừng biết rõ ràng luôn. Có chứ nghĩ tới Tứ Nguyễn. Ồ chứ con gài vô chú bà có chịu đâu. Mình nói sao nói lát cũng phải. Ờ bà cũng nhớ Tứ Nguyễn à. Giận thì giận, thương thì thương. Anh đi đường em không chịu nổi. Đúng rồi chứ ơi, hợp lý. Trời ơi có ai tin không trời, sáu mấy tuổi còn ghen tuông nữa trời. Trời ơi, có sáu mươi mấy tuổi tôi vẫn còn lái máy bay khỏe nữa trời. Trời ơi, tôi không tin luôn. Chuyện đời đây là chuyện có thiệt luôn á trời. Chứ rồi đừng buồn chứ ơi. Chứ càng buồn chứ càng ăn nhiều nha mọi người. Lá hồi ban hết tô này ban tô nữa nè. Ăn hai tô. Không ấy ưng anh thì phía sau đi, anh phía sau cũng đẹp trai rồi chứ. Chứ ngồi nhìn qua đi. Anh phía sau cũng ngon à. Anh nói còn thấy ngon á. Anh phía sau kìa, bà nhìn qua thử coi, bà trang chim ngưỡng coi, đó thấy chưa, được không? Được không trời, được thì nó được. Ê, chắc đúng này dạ coi, tao ăn. À, tô như đây nè, tô này nhiêu vậy em? Tô này 50 ngàn nè mọi người, ăn cũng được. Rồi. Dạ thôi con ngàn, ngồi ăn bên đây đi. Chế, cái anh cây ngồi xô rồi chứ à. Ờ, quán này quán người Hoa mọi người ơi, bởi vì nó tiếng Hoa thôi nè. Cái ăn thử mì khánh bánh bột đây ngon. Không, cái ăn này ngon. Dạ, cái quán này rất thích ăn lắm nè.
Quán này ở ngay chỗ chung cư gì chất là quảng cáo rồi, sẵn quảng cáo cho chị này luôn đi. Chung cư gì thôi, quán này tôi bệnh nó không có vô bệnh gì đây ngon đó. Dạ sườn chả đồ à, bà không tự quảng cáo chẳng lẽ tôi không biết kiếm chị quảng cáo, nói địa chỉ giùm anh ở đây mọi người thích là đến là ủng hộ đó, thấy chưa, đâu cần bà quảng cáo đâu mà chết đó. Cái chị chủ quán rất là dễ thương, đẹp gái nữa, mọi người lại ăn chỉ rất là hòa đồng, chỉ dễ thương nữa. Thật thì nếu mà ai quen biết là chỉ bỏ nhiều tí xíu, còn ai mà không quen biết là chỉ bỏ ít tí xíu đó. Đó là tình cảm chuyện nó bình thường đó, thấy không, tô 25 chú bà lấy tô 50 quá chứ không phải 25 đâu bà. À bánh canh không thì 25 bà, ai biểu ăn giò sườn chi. Quỳnh Thánh cua này, tô Quỳnh Thánh nè mọi người. Trời ơi, ăn đi Hưng, mình uống hoài vậy. Không, tôi phải đi quảng cáo cho bà này, bà bán đắt lên mốt rồi, bà gặp tôi là bà nói họ vô ăn miễn phí nè. Nhớ vô kênh Loto GPT nha, YouTube á. Đó, món ăn mời Hưng Trần, còn bây giờ chưa nổi tiếng thì chưa mời. Không, bánh canh ngon. Bánh canh ngon mà, con ăn mấy lần rồi, hôm nay con mới quay YouTube thôi. Có hẹn á, mua xếp hàng nè mọi người, thấy không ngon sầu được vậy. À, em ơi bán này mấy bao nhiêu năm rồi? Hơn 30 năm rồi. Bán từ đời mẹ tới đời của em luôn. Có là cháu hai, hai đời rồi. Ba đời luôn. Bánh canh thì làm theo bí quyết gia truyền của người Hoa, bán rất là ngon. Anh chừng có ăn thử một lần rồi. Mà vì chất á, ăn bánh canh là vì chất cứ ghé tiệm này không à, hiểu vấn đề nằm chỗ nào rồi. Nếu không ngon bà chất bà không ăn đâu, không ai dễ mà lấy tiền được của quả đâu. Thì hôm nay á là vì chất á, đó trời ơi, thấy không, tình cảm là đây chứ đâu. Vì chất mới gấp cục thịt cho chú Nhiều, chú Nhiều ăn có sức đi, lát hồi chú Nhiều làm chuyện gì làm chú Nhiều, không sao hết á. Có sức khỏe mới làm được chuyện lớn. Tao đi phòng trọ. Trời ơi, rồi đi khách sạn đi con bao phòng ra. Trời ơi đi phòng trọ, giờ này mới đi phòng trọ thêm cục nữa kìa. Bây giờ đi phòng trọ xưa chứ rồi đi khách sạn nó mắc mẻ. Nè ớt đây nè, cay ngon lắm nè. Trời ơi mày qua mày ăn với chị đi. Tao với bà ăn tao bỏ mày về đó. Chưa ăn bài đi. Bây giờ ăn có ngon không thì nói người ta biết ngon, người ta ghé ủng hộ cho chị. Ăn bánh canh này ngon nhất là bánh canh gì, giò hay là bánh canh thịt nạc hay là bánh canh gì? Ờ chú này phía sau cũng đẹp trai vậy trời. Hai chú luôn chất. Ông kia gì cái thông của chị luôn. Nhìn biết gì kêu hay vậy sao? Lấy thịt hay lấy thông, lấy thịt không? Thôi trời anh nó có cái gì vậy? Có vợ tướng này làm gì mà không có vợ, tướng này trang. Anh này tướng còn ngon vậy trời, anh có vợ chưa anh? Anh cười là anh nói có rồi đó, chứ không đụng chạm được đâu. Nữa đâu. Thôi chưa quen chú Nhiều đi cho lành chứ coi. Quán này tuy là nó nhỏ nhưng mà bán rất là đắt hàng. Quẹo quá, ở trong em chợ thôi. Cháu ăn hoài chứ không có đi theo đâu, cho tôi đi. Thôi ngày nội tôi mà nhắc thấy cô có nhắc cũng nguyện đâu, nhắc bảo hoài chết thì thương Tấn Nguyễn thì chứ nhắc Tấn Nguyễn có thương mà điện gì mà bà không thương sao bà ghen, không có cái chuyện gì mà vô cớ mà ghen hết á. Bà còn ngồi bà coi clip mong cầm rồi bà ghen tình cảm à. Vợ mày ngu dáng chịu thì tôi biết rồi, lát hồi tôi dặn nó đừng cho ai bóp biết gì hết á. À, bánh canh ở đây thì cũng giá bình dân, nếu mà ăn bánh canh không á thì cái giá nó cũng khoảng chừng 25-30 ngàn à, còn ăn bánh canh thịt đồ á thì giá nó mới lên cao, tùy theo nhiều món á thì giá nó cao, thí dụ như ăn thịt đồ. Ơi mày ăn đi Hưng, mày nói nhiều quá. Bán cho nói chị, trời ơi có rồi mà. Ủa có rồi mà. Đâu chưa có. Yeah. Chất thấy cái chị chủ quán này sao chất? Đẹp có chồng rồi má, dỡ được đâu má. Hỏi chị là buôn bán vui vẻ không á, chứ hỏi chị gì đâu mà có chồng có con gì đâu la. Chứ như ai hơi có chồng rồi. Có chồng mà. Hỏi chị mấy đứa con rồi. Chưa có đứa nào. Có kỳ vậy? Chị sớm còn nhỏ.
Chị năm nay nhiêu tuổi mà bác kêu nhỏ hả chị? 31. Trời ơi, chất ơi. 31 còn trẻ cái măng này chất. Mới 17 tuổi. Với 20 ngày mình thấm quyết. Ờ, bánh bèo hấp dẫn. Đó, má bà, em cãi bà. Má, đúng rồi. Má. Canh với quýt mà. Bình thánh quyết, 20 ngày. Chứ con không ăn nữa chứ ơi. Bánh bột. Dạ, không ăn nữa. Con. Ăn cái này nhàn hết mẹ giờ hỏi không ăn. Không ăn nữa. Ăn nữa bỏ tiền ra ăn. Ta cái lòng mình ăn tô thôi. Con có ước thầy. Ăn nữa đây kìa. Có mua cái gì về không chị? Nói nó làm. Kìa mua mang về kìa. Cái đâu hát thảo rồi chứ hả? Hát cảo tặng chắc cái bạn qua bộ. Các bạn. Nhưng mặt chỉ đẹp quá vậy chứ hả? Mua hải cảo gì? Cái mặt chỉ nó đẹp quá vậy chứ hả? Hải cảo với bánh bột. Chức nghĩ sao mà khi mà chức dựng Tướng Nguyễn là chức đi ăn chung với chúng nhiều rồi chứ? Trời nó trời muốn ăn ai ăn mà lỗ báo quảng thanh rồi. Ăn đi để ngồi nấu hoài bán hết rồi kìa. Sau khi dựng anh Tuấn Nguyễn thì bắt đầu chất bác xê qua chú nhiều. Thì chú nhiều nói chung là chú nhiều thì không đẹp trai nhưng mà chú nhiều rất là có nét hiền hậu. Vì chất thương chú nhiều vì cái nét hiền hậu. Ba tô bánh canh đầy đủ đi. Chất ơi, nói thêm cho chú nhiều vài tiếng thôi chất. Chú nhiều sao? Ba nhiều đi ngủ với tôi. Ăn có sức rồi đi ngủ với tôi. Nói vậy đi. Mới vô rồi nha, mới vô bây giờ chức ăn lấy sức. Rồi lát rồi đi ngủ với chú nhiều. Cho chị. Với hải cảo chị về nói má kêu má mày hải cảo ơi. Hải cảo má ơi. Không no rồi má. À chị chất. Làm gì ăn nhiều dữ. Chị chất ơi, đút chú nhiều một cái đi chị chất. Không biết ăn. Đổ hết vô đi, bóc chị già. Chú nhiều là hiền lắm mọi người. Ai chất ơi. Chất ơi, hung chú nhiều con mới tin là gì. Chất ơi, thương chú nhiều. Hung cái đi. Không chịu hung mọi người. Trời ơi, ăn đi để ngồi trời ơi thằng này. Nói hoài. Ôi gì chất ơi. Giờ con nói gì chất nghe nè. Bây giờ chị trước lấy khăn cho chú nhiều lau miệng đi chất. Đó, thấy chưa, thấy không, à, thương, tình cảm là đây chứ đâu, thấy chưa. Rồi, hung không chịu, bà ngại, nhưng mà lấy khăn là bà lấy nha. Hãy cẩu đi nha, coi. Chết phút tóc cho nhiều kìa. Rồi, bây giờ gì chứ, chào mọi người cái, con kết thúc clip đi. Còn không là con quay hoài luôn á. Lại la, trời ơi, ăn đi bánh canh bụi. Hôm nay là sao mà dắt chú nhiều đi ăn, nói nghe mọi người nghe đi. Hai chương trình, hai đứa con mới yêu nhau. Ông Nguyễn về anh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó cắt muốn thật dở trời. Tính đầy rất nhiều mối ghê trời. Mới bỏ anh này là có anh kia lên. Bởi vì cuộc đời của bà lên hơn. Đâu có bao giờ mà buồn nữa trời. Mới bỏ anh Tuấn Nguyễn giờ bắt qua anh nhiều rồi. Trời. À, chúc mừng chị chất nha. Thôi chúc gì chất với chú nhiều ăn ngon miệng ha. Sau khi ăn ngon miệng xong rồi nhớ đi khách sạn là về kể cho con nghe là làm cái gì nha. Cho mọi người mừng cho chú nhiều với chị chất nha. Nhớ về kể con nha, chứ gì chất có kể không? Trời ơi, bí mật ba không cho kể mọi người ơi. Kết thúc clip này mọi người. Clip vui vẻ chơi hôm nay gì chất đi ăn bánh canh với chú nhiều. Nhưng mà điều đặc biệt là sau khi dựng hờn xong rồi đi ăn với chú nhiều. Rồi bắt đầu vô bộ vụ chú nhiều mà không biết chú vụ được hay không thì coi clip sau sẽ rõ nha. Chú nhiều, lỡ ba vụ chú rồi chú có chịu không? Chưa biết. Ủa vậy chứ vô đó rồi chứ là ví dụ chú nhiều không lên được thì chứ làm sao cho chú nhiều lên? Hung ổng lên à. Trời ơi. Chị chú vậy cười kìa. Chị chú vậy cười đỏ mặt luôn kìa. Con giận mai da mặt dưới của chị chủ đẹp ghê. Lát con tài trợ cho có ghế tình yêu chứ hiểu không? Vô tổng có ghế tình yêu sướng lắm chứ. Ngồi cho cũng sướng nữa mà nằm cũng sướng. Ăn đi, bánh canh nó nguội trời ơi hoài vậy trời.